nhiều lần bật khóc trong đêm quen vắng cô đơn cần nghe mãi lang thang trên lối về. Tụi tao bán người đâu mà biết xe với gì không? Người đó bán ở đây đi vậy? Giờ tôi dọn đây. Còn cái sao bị chốt vậy? Tụi tao không biết chuyện gì nè. Chốt mà, chuyện gì? Chuyện gì? Bây giờ tôi dẹp quán nào? Dẹp quán là nghĩ chứ sao? Giờ mày đi em sẽ gặp cái gì? Ý là giờ tôi không bán ở đây nữa. Giờ quán gì đâu mà có hai anh binh ăn cứu mẹ. Bố thí mẹ rồi quá. Từ đó thì bớt xe mình chết không? Không vậy? Trong người mày bán nước mắt, hiểu không? Nước mắt vậy tôi bán ngay, nước mắt gì không? Bán mắt quá. Không phải, nó bán nước ngọt mà đâu phải bán nước mắt đâu. Ừ. Nó bán nước ngọt mà đâu phải bán nước mắt. Dạ, yeah, mắt. Ông đừng ngầu cạnh tranh đây nữa, giờ tôi có tâm trạng tôi nói chuyện với mấy người. Tao mà nói chuyện với thiệt là giải này biết. Mày đi sao cái quán mày là cái chỗ mà tao thấy là vui nhất ở trong cái thị xã đây luôn á. Thiệt không? Thiệt, nghĩ uống rồi. Thầy đang nghĩ là đúng rồi chứ đường nào nó không vậy. Tao tin hai ông qua đây rồi, tôi cũng tái hai ông uống nước lần cuối luôn vậy nào. Tao nghĩ cái ngày này nó trước thì sao mày làm xí ra mà ai ngờ nó xí ra sốt vậy. Xí ra gì không? Chứ mà bán quán mà lúc này vừa bán mắt cũng ai nữa là phục vụ của mày. Cái chuyện buồn của người ta mà anh nói làm gì nó nghĩ gì thì nó nghĩ chứ. Nó là đông. Mà ai uống lúc gì? Còn gì cho uống mắt mày. Không ấy coi còn nhiều mua ủng hộ đem về cho thằng con mày uống kìa. Chứ giờ đó đem về về làm gì? Không vậy cũng được. Cảm đi dùng dữ không? Cái gì? Ủa đâu cô bé đâu? Cô bé hỏi chơi. Chứ mấy hôm có cô bé đây mà nay cô bé không thấy đâu rồi, tao hỏi chứ. Nay tôi dịp quá là cũng đâu cần thơ âm nữa đâu. Chứ sao không cần là sao? Nó kêu ra nó phụ quá. Ừ, nhanh quá. Phụ dẹp chứ. Ừ. Nào uống gì đi vô lòng mà quá. Mày, nó bán nước kiểu dài uống giờ đâu có đéo luôn. Nó dính lầu miền của hai ông thì sao quá, bán tiếp được. Cái lầu miền liên quan tới lầu miền gì mày, tao có chửi rủa mày nhiều lần vậy. Mày không qua uống á thì nó biếu của ba qua kêu. Mẹ tao cũng bao giờ hết sức cho quán mày đầu, nhưng mà người ta tới người ta không ở lại là đó là do mày chứ. Tao uống là nó đi hết đâu. Dạ, phục vụ bất tiện lại các phục vụ này. Thôi bây giờ mày thay đấu đi. Bán được rồi chứ có đâu mà. Rồi mày dẹp mày, mày dẹp mày nghĩ luôn mày trù cái mớ nữa không hay là dẹp luôn. Cái má tôi không biết, cái đó tôi xiên là tôi mớ mà tôi làm biết làm sao. Mày mớ. Mày mớ nói đùa đi vậy. Mệt quá đâu. Lên quá. Vô phụ quán. Vô phụ nó dẹp quán rồi. Tinh buồn, nay cái tinh buồn nào quá. Buồn kìa. Đúng vậy. Chào hôm giờ chẳng ăn dễ hẹn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi. Tình nào mà chẳng phải. Chẳng nhảy ông Sơn, giờ tôi có ăn cái liên quan gì nữa đó. Chẳng nhảy ông Sơn, chẳng nhảy. Chẳng nhảy số điện thoại của em chứ làm gì. Bất chặn mày luôn, nó không liên lạc ấy. Ủa sao vậy? Chả biết. Chứ giờ tôi nghĩ quán là tôi nguyên ăn gì nữa không? Là sao? Mày nói cái lẹ vậy mày. Cái gì hai của mày? Quán mà nó chạy quốc em rồi, chạy số em luôn. À, tao hiểu rồi. Chả là mày bây giờ không bán quán nữa. Mày không. Chạy nó, mày không muốn quen nó nữa. À. Chả hai ông nó không để giờ tôi dọn dẹp quán là tôi về được rồi. Chạy sao vậy em? Chạy vậy? Chạy sao nữa không? Đối xử với nghĩa tao dễ mà, dù gì hai bên cũng ăn nằm với nhau rồi. Anh nằm vậy? Bây giờ quen với sao có nhau dễ hử? Mày, giờ tôi không muốn thấy mày, mày nữa. Mày không quan trọng mày không quan trọng tin tiết nhân của ba, cái tin tiết đầu trai của nó. Mày sao mày nghĩ sao mà quen nó xong giờ mày bỏ nó có đẹp cái mày. Mày không muốn sao cũng đi mẹ đây.
Ý là mày lợi dụng nó hay cái gì? Mày lợi dụng nó đẻ rồi, tao nói mày qua rồi thấy chưa? Cất cục nó mày chạy rồi. Quen mà nói đâu, cái con này đường nào cất cục nó không vậy à? Mày không nghe. Mà anh nói mày nó lợi dụng rồi mày không tin. Đây là nó lợi dụng mày là lúc mày bán quán nè. Sao là nó lợi dụng mày mày dọn dẹp quán rồi cho nó nè, làm cho nó nè. Bây giờ nói chuyện ai không biết. Hai ông bút tôi có cách mạng giùm cái. Tao có công, em làm rồi. Nói nhờ nó, tao có công gì, tao làm gì có công mày. Có, chiếc hẹn đang thử làm em á. Làm gì? Chuyện lại thử đấy, mày thử làm đấy. Nói chuyện gì nói luôn mày ơi. Mày không có chuyện này vậy không? Tôi thử làm gì à? Tôi làm gì à? Tự nhiên tôi thử làm gì trời, tự nhiên. Giờ dọn gì vậy? Không, tôi không biết, không biết gì má tôi đi. Mẹ nó nói là bây giờ nó dẹp quán nào, nó nghĩ nó không bán nữa. Mày đem mấy bàn rồi anh chụp đi. Sao cái mặt của ông thì tôi thấy vậy, tôi cũng muốn dùng nó quý gì vậy mày ơi. Tàu sao mang đối xử nhau hơn cả chứ đâu. Nó ta nè. Chị muốn dọn gì không nữa, dọn nha. Má đi ông đấy, má tôi nha. Từ lúc mà tao kêu nó gì à, sao mày cho nó gì à? Từ lúc mà mày xem xui hết rồi, mày hút tiền, hút bạc nó hết rồi. Bây giờ là mày dơ cái giọng đó. Giờ tôi không cần nữa, giờ không mà nói hai muốn vậy mệt quá em ơi. Hai muốn mày nốt mẹ không? Dọn cho nó. Ai muốn đi về luôn nha, mới đi chạy. Mày bò đi, mày thấy nó nói xử với mày số rồi. Bây giờ vô dọn luôn. Cuối cùng người ta nó như giấy đầu mà lại nói giấy đầu mày sao mày giờ bò. Ai sẽ để tôi nói năng nghe em ơi. Mẹ hết chi hiểu mày luôn qua. Ôi. Sao vậy? Nói rồi. Chạy em lấy mày đi. Tôi kêu đi về, tôi không có ông liên quan nữa đó. Dọn. Tao biết mày đi về, mày đi về nha. Được. Nó nãy giờ nó dở. Bây giờ làm gì đâu đi chứ. Em muốn lấy cao thì đuổi. Thôi được, dọn tao quyết giải quyết cho em cũng thôi. Em dọn gì? Nào muốn lẹ là tôi dọn cái đất cửa tôi đi chứ. Chào hóa tán xem á. Để em dọn. Tôi thấy hai bên lẹ dữ quá tao cũng vô. Hai mày tụi cũng mệt thiệt á chứ. Nương thân người đâu vô đây chứ vậy. Ủa tóm lại là bây giờ sao? Chưa tay thì nó chưa tay thì đi chứ đây. Cái tay thì... Mà sao không mệt chuyện nó mới gì hết à? Mà sao cái con người mà sao tao thấy là mệt nha. Mệt gì vậy? Chứ mày nghĩ sao hầu lúc cần á thì mày mở quán đi mà chưa anh em bây giờ. Lúc đó là tôi còn bán, bây giờ là tôi dẹp rồi, giờ tôi không cần ai nữa đó. Trời ơi cái con người. Chứ nó dẹp ra chỗ khác đó, nó bán ha. Giờ tôi không có bán ở đâu nữa đó, giờ tôi nghĩ rồi. Nó dọn nào đâu đưa dọn đem ra cho. Mày chạy khỏi đi má. Ủa mượn ăn không đi vậy? Đục má thằng thiệt mày luôn cô quen. Xúc phạm mày tao nói thiệt. Bữa giờ tôi mượn ông nhiêu tiền nói tôi đem luôn. Cái được á. Không, tôi chứ. Để anh làm gì? Cho tôi giờ ăn thua tôi á, không có dính liêu hả đâu. Nói gì cô quen? Nó nói ra là cắt luôn. Bây giờ mày lấy tiền lại mày về đưa mày chà. Nó mua gì giờ? Nó nói vợ chứ. Nó vợ sao? Thử làm em á. Nhìn mày tôi giúp thử làm ông. Dũng. Dũng gì ông điên sao vậy? Nó nói ông là gì ông gì vậy? Tôi giờ không có liên quan gì ông đó. Liên quan gì? Tôi chửi mày. Bữa chặt luôn mẹ. Chặt hoài thôi. Nghe mày khó tìm ra được một cái thằng lấy tiền lấy tình như thằng que đâu mày. Que nữa đó. Nói đúng cái gì luôn á. Mày sao tụi mệt dữ không? Người nó quá là hiền lành. Quá là giờ tụi em thấy. Giờ quá tụi em cái không có đốt không? Vô chặt em nãy giờ rồi. Thử là mày ơi. Nhìn mày tôi giống chặt ông ngon bên. Dũng. Tao thấy hình dữ chiều thằng sao. Mày sao cái con người ông đi sao nhìn sao. Thế cũng có gai dữ trào giờ ông đi không? Không. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải đưa đâu em. Mấy lần như tham anh có ông đùa hả? Nói gì vậy? Nói gì tao không đá mày. Tao nước xem tao gì vậy? Tao có ai là hành như này mày lấy mày. Giờ lấy hai ông cũng lì với mày. Một đùa. Đúng rồi, nó đủ với mày á. Nó ở với mày nó đủ. Đâu thầm quá hả nữa. Nó ở với mày nó đủ thiệt à, biết à. Tôi cũng thầm mình thằng ông chứ đủ nha. Tao cũng thầm nhà nó chia tay cho mày. Giờ tao chia tay hả? Giờ ông dẫn mày dám nghe luôn gì kia? Giờ còn đợi gì nữa? Nó nói giải mà còn trời em á. Trời gì mày trời? Mày tôi đâu có làm mấy quay thứ hai ông anh có ông bên này là trời gì? Mà cái số mày nó chạy chưa? Chạy đâu? Chạy đâu? Nó chạy đâu? Nó không thiếu hiếu nữa mày. Chạy đâu đúng không? Nó chạy. Chiều mưa chứ? Chứ mưa gì mưa? Chạy mưa dữ lắm. Chạy mưa mày hỏi nó nè. Nó mày ngu dữ quá. Anh nói ông đứng tin rồi. Chiều mưa em chạy anh đúng không? Mưa gì ông? Tôi chạy ông mưa mà vậy á? Đừng có nói hả? Nó chưa tiền đâu. Nó dở. 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 Nó d
riêng nó riêng phía vợ em chứ riêng em đâu mà. À, vậy là ý là mà nói em vợ mày thờ thờ ấy. Không, ý là mới riêng đó, phải riêng của em, đúng không? Đúng rồi, giờ nó mỏi chứ mỏi tính chưa? Giờ này nó tài nó lên nè, giờ cũng này nó bỡ rồi, bây giờ nó cứ nó thiệt thùng, nó mới biết ra. Bỡ vậy? Bỡ gì tụi bay tự biết cho nói vậy. Bỡ nó đi thiệt thùng em rồi. Giờ dọn xem chút nữa gì rồi, anh mưa rồi, lo gì. Dọn gì? Giờ tôi không có tầm đâu. Dọn đây đấy, dọn đi. Không đi, dọn em nha, cho tôi gặp anh luôn hả? Xe ôi, dọn. Vậy dọn ra. Mấy chị giỡn không, sao không? Giỡn gì, nãy giờ. Giỡn 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 giỡn. Hay là lòng mày tới lúc đấy nó con này đang nghe thằng này giận nó tưởng nó ai nó quấn. Ở gì không con vui không? Đi về em. Đi về gì? Nãy giờ nó giận quá nó đầu coi như là rầu sao? Anh bữa nào anh làm ai cho à, khác. Đi về. Nó có mượn tiền gì đòi đi. Đợi mượn. Nãy giờ ông đi chờ ông nói chờ thôi vậy thôi giờ ông đi về luôn rồi tôi á cũng có liên quan nữa. Mà nó lên. Được, má còn chịu luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ mày cái gì không? Hay là giờ dẫn ông về cho ông về đây. Không. Đi. Không. Đúng sao cái thằng này liền dữ nào. Dạ. Không. Nó quyết là không gì à. Sao con quý cái mày ta nó buồn buồn hút lú gì mà nó mơ mà giữ mày. Giờ tôi không liên quan gì nữa đó. Ông dẫn thằng đụng đi về giùm ngay. Tại vì là xách mẹ đi chờ nó về. À quá cái càng buồn chở đi đâu trời. Còn mày nói người chứ chút bạn ra mà lấy cái kéo mày thử vợ. Ai vợ? Nãy giờ nói như thiệt vậy mày chở mày. Trời ơi, đâu tôi không vô ai. Bé mày không phải đâu, cô bé đang chờ mày đưa tiền cái gì ở đây. Trời ơi, đưa tôi đi vậy. À đúng rồi, nãy nói đưa tiền ai. Cho nó luôn tiền. Mày đi đi về đây. Nợ bao nhiêu lá tiền mày điên hay hả? Kể tiền cho nó đang chờ. Ông kêu ca đầu giờ ông đi về, kêu ông đi về. À, ông ta là sao mày. Giờ tôi vô mày để chia tay đâu, chia tay em cô bé. Không. Bé, tôi vui vậy không? Giỡn với giỡn luôn không? Giỡn gì ông? Một mấy giỡn sao giờ nó cứ luôn quá cái gì ông? Đi sao? Không, vậy gì buồn bỏ đi gì à? Đi sao? Không. Đi. Tôi ông giỡn pháp đó rồi nha. Giờ tôi ông đi quay con mùa thằng khác nào. Giờ tôi ông đi quay con mùa thằng khác nào. Mày nghe nó không? Đấy. Mày nghe nó không? Mùa khác rồi. Mày nói giỡn rồi đúng không? Nó giỡn luôn rồi. Nó đi chơi với thằng nó tới tiền ông á. Nó đi chơi với thằng nó tới tiền ông á. Đấy. Nó nói mày đi chơi. Cho tôi mơ mơ cô đơn trong màn đêm. Cái giỡn hả? Giỡn vậy? Cái vụ hay là mày bị yếu sinh lý không? Cái vụ gì ông? Thằng kia nó mạnh sinh lý hơn. Yếu thằng này gì luôn ơi. Nghĩ cái giỡn quá này. Giỏi không nữa, giỏi á. Ông ai bị ốm rồi nè. Thằng gì mẹ nó ghim xuống. Giỏi này nghĩ gì luôn ơi. Mày lên xin tao không đó. Mà cái xin đó nó là sao. Xíu nữa mày thì chạy vô lấy đi. Đi. Mày ốm lên tao chơi chưa. Quý nhỏ này mày liền vô con trâu của mày đâu. Cái gì á, tao còn rất giục mày á. Mày nó giờ mày hai vô lấy. Mẹ mày đeo mày giỡn. Trời ơi, tôi có đeo mày tét ra. Nó đốt mày đâu. Đi chứ. Đeo bò nhau không. Trâu bò chứ. Người chết đâu mà, dạ. Lì mày. Đâu kìa. Tao mà đầu bây giờ là mày hết giá trị rồi đó. Đi. Đi. Đâu. Đợi cái xe cho tao lên mày lái lại. Đâu. Đi. Đâu không. Mấy giờ xe không. Là vì anh còn yêu em. Là vì anh không
thể quên, không thể xóa, không để nó là quá khứ, không để thời gian làm mờ nhạt rồi lại ngồi nói giá nhân. Anh không muốn mình phải bắt đầu một kết thúc như hôm nay. Anh không muốn thấy ánh mắt buồn của ngày hôm qua mà mình sai. Mày bút gì vậy? Tao giờ mà tao mày đó không liên quan gì nữa đâu, mày nghĩ gì vậy? Tao nghe tao thấy mày mà tưởng. Mày muốn đây tao cái gì vậy quay? Đây. Đâu? Mày đem không hết tao như mày. Giờ đây tao không liên quan gì với mày. Không. Ê, là em cho anh mất ăn mất ngủ với đêm mất thủ chứ có thể là em. Chứ mày đi sao lì mày? Đâu? Nó dở nó thiệt chứ mày dở rồi mà nghe mình nó dở. Mấy em dở mày dở. Em ở đây. No. AC rồi mọi người. Mình chia tay em của bé. Sao ông đòi chia tay anh nữa? Mấy giờ chia tay chứ sao ông cứ lại nhảy thì tôi mệt quá ông ơi. Sao giờ hết thương anh đúng không? Giờ quán tôi, giờ tôi nghĩ là tôi cũng bán nữa. Giờ thôi giờ tôi quen ông làm gì? Sao bán quán, nghỉ bán quán mà có liên quan gì đâu. Mệt, giờ nghỉ bán quán là chia tay luôn. Giờ ông có nói được ai đây gì? Sao nghỉ bán quán rồi chia tay? Ông đừng đợi tôi nói nhiều vậy ông. Sao hồi giờ, chứ hồi giờ em bán quán anh, bán quán anh theo em đó. Giờ tôi hết bán rồi, ông theo gì nữa? Hết bán thì cỡ hết bán chứ. Giờ chứ đây ông đừng lai nhái, thương mệt quá không ơi. Đó là người ta nha mọi người, nhưng mà giờ tụi mình thì tụi mình không có vậy đâu, tụi mình không có chia tay. Mà bây giờ mình không bán quán nước nữa mọi người, giờ mình chuẩn bị mình dẹp quán rồi. Ngầu bên đây, ngầu mấy cái vỉa hè đường đây không ai đi đường hết mấy đứa. Mấy người nào cứ uống bên kia nước lạnh đâu không à. Quán tôi không ai uống hết mọi người. Nên là giờ mình sẽ dẹp quán, mình sẽ giao qua chỗ khác mình bán nha mọi người. Chia tay là giá, còn dẹp quán là thiệt nha mọi người. Dẹp quán thiệt luôn em. Dẹp quán chứ giờ quán ai uống hết nữa. Giờ nó ít người quán mà ai đâu mơ chứ ông. Giờ mình kiếm mặt bằng, giờ tôi kiếm mặt bằng khác mới mơ nha. Giờ chuẩn bị giờ chờ hai ông anh của cô bé nó que đầu. Mình chờ mọi người đón xem cái clip đây nha mọi người. Đấy, đồ tôi biết ngay mà, trôi mà. Giá đỏ bị đạch. Trời. Bị đạch chia tay đồ, thấy mệt thiệt hả chứ. Chia tay là giá, còn đáng quá là gì hả? Giá mà. Ai biết có thiệt hay không? Cũng người mày mà giải là tôi nói thiệt á, không ai mà anh đáng quá không? Chịu nấu mà anh chẳng biết. Chịu nấu gì? Đồ chứ tướng sao mà phủ phàng dữ chứ đúng không cô bé? Có lộn đúng anh Bi? Ừ. Vậy sao cô bé nó trao hết cái tâm thần hiếu mồ của nó cho mày rồi mày quá nó là coi như đào trai nó giờ vứt mày hiểu không? Thì tôi đang buồn, ông cứ ngọng lấy nhái tôi mệt quá không? Tôi nhảy người ta đang nói vậy cho mày biết chứ. Nói tóm lại là các bạn hồi nãy giờ hồi nãy giờ làm hai đứa này nó thông đồng nó trôi. Đằng nào tôi dịp quán tôi cũng biết mấy ông có suy nghĩ đó nên là tôi thương lòng hai ông thương thầu. Chứ mày biết cái rõ cái làm của tao như thế nào, chứ lên như thế nào đâu, cần gì mà phải thứ nó mày. Hai làm hai, hai làm sáu của hai ông mà. Sao đây mày nó lên không? Vậy thì ai hai bên tay, nói chung là hai đứa nó. Sao đây giờ tôi đang buồn mà ông cứ dẫn dẫn gì vậy ông? Chú nhưng mày đóng cửa rồi đây. Mình nó kêu đóng mà mày còn kịp bao chuẩn bị rồi chừng nào nữa. Giờ đóng đi. Mày không bán quán nữa, mày làm gì biết. Cái đó là tôi suy nghĩ sao chứ giờ là, nó tiêu là giờ là đóng quán hả? Ừ, sao kinh tế kêu yêu hiệp quá sao? Có ai uống hết mà ông nói vậy không? Giờ cái tu vậy? Mà cái tu trước mặt nó chướng ra, tôi gơ thì phải chứ. Giờ lên làm cái nào mắc tu đó. Giờ mắc mày tu nhìn tư nhân á. Nói chung là thôi giờ đám quán thôi, quá đâu. Thôi giờ đi ra tôi đám cắm rồi luôn. Đám muốn dọn đi. Cô bé dọn cái vậy? Ông xôi ra coi. Nói chung các bạn, nói chung là cũng biết, nói chung là nó cũng nghỉ quán nên là cũng chơi buồn với nó nha các bạn. Nếu anh em có chỗ nào mà ngon lành thì đó giới thiệu cho ông biết, đông đông dân cư thì nó bán lại nước nha anh em. Bán lại giá rỉ lại một chút. Ai có mặt bằng nào đẹp đẹp mà sang cho nó thơ luôn. Mặt bằng này thử như ông sáng biết. Cái cục mở chơi không? Ừ, tôi mở nhà banh cho mấy đứa nhỏ chơi. Hề mày, ấy tương hay à, ấy tương hay à, mở nhà banh là ở chơi luôn á. Được. Thôi tôi tháng 1 triệu rồi. Thôi làm gì? Canh đùi á. Có chỗ kia đang cần tuyển nhân viên tháng 15 triệu vậy. Chỗ có làng cao cơ chỗ kia nè. Đang tuyển nữ qua nó, chạy qua nó xin vô làm tháng 15 triệu, cơm nước đâu lo rồi, nhà nghỉ lo luôn. Mày điều cái làm tới 2-3 giờ sáng đi đêm gà ghé.